Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Kiếm Tiền Online của mình. Và hôm nay mình sẽ gửi đến chị em một cái dự án mới. Đây là đối tác của VNDC các bạn nhé. Và dự án mang tên đó là Online Network. Thì chương trình này thì giúp chúng ta kiếm tiền hoàn toàn miễn phí và zép phơ tận 10 tầng. Và chương trình này kiếm tiền như thế nào chúng ta có thể xem, các bạn có thể bấm vào đây này. Ở đây việc chỉ cần chúng ta đăng ký tài khoản này và làm các nhiệm vụ đơn giản các bạn nhé. Mỗi ngày chúng ta cần làm nhiệm vụ đơn giản và rút tiền vào tài khoản. Thì min rút của nó là chỉ có 100.000 thôi. Và cứ một lượt đăng ký thành công, anh chị em sẽ nhận được 2.500 đồng trong 10 tầng các bạn nhé. Và các bạn thể dùng số tiền này để mua hàng, hoặc là các bạn có thể rút về thẻ ATM nhé. Đối với chương trình hoàn tiền hoặc là như thế nào, các bạn có thể là vào trong web này các bạn đọc cho rõ nhé. Đấy, về dự án như thế nào này. Đấy, hoàn tiền mua sắm, hoàn tiền dịch vụ này. Đó, các bạn có thể thấy không ạ? Vay tiêu dùng, thanh toán, nạp hóa đơn điện thoại này. Hoặc là các bạn có thể là đấy, khi mua sắm tại Lazada, Shopee, Tiki, Sendor và hơn 1.000 điểm mua sắm offline khác này nhé. Và được hoàn tiền đến 4% giá trị đơn hàng. Đấy là một chương trình cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ. Rồi, ok. Thì không làm mất thời gian các bạn nữa. Các bạn sẽ tiến hành đăng ký tài khoản như sau. Các bạn vào ba gạch này cho mình này. Các bạn bấm vào cái phần đăng ký miễn phí các bạn nhé. Link mình sẽ để phần mô tả video cho các bạn. Rồi, phần đầu tiên đó là các bạn sẽ ghi họ và tên cho mình này. Thì ở đây các bạn có thể đó là ghi họ này. Tên các bạn, họ ở đây các bạn ghi cả tên đệm nhé. Nên ghi không dấu cho mình. Rồi, phần email này thì anh chị em sẽ điền email anh chị em vào đây nhé. Rồi, phần đây là phần mật khẩu và phần xác nhận lại mật khẩu thì các bạn sẽ tạo mật khẩu cho mình nhé. Thì gồm một ký tự in hoa này, một ký tự chữ cái bình thường này, một ký tự số, một ký tự đặc biệt như thăng A cộng đó. Thì các bạn ghi càng cao càng tốt, từ 8 ký tự trở lên nhé. Và ghi giống nhau hai lần lại giống nhau cho mình nhé. Rồi ok, sau đó các bạn sẽ bấm vào tôi không phải là người máy này. Rồi các bạn sẽ bấm vào vạch qua đường cho mình nhé. Các bạn bấm xác minh. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào chữ đăng ký cho mình này. Rồi ok. Thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái thư hộp thư xác nhận vào email các bạn để chúng ta xác nhận tài khoản này là tài khoản của chúng ta nhé. Rồi ok, các bạn sẽ vào đây để kích hoạt tài khoản này. Đấy, hộp thư có mang tên đó là Ola Network này. Các bạn bấm vào cái đường link này cho mình nhé. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ tiến hành đó là đăng nhập lại email và mật khẩu cho mình nhé. Rồi tiếp theo đó các bạn sẽ điền mật khẩu. Sau đó các bạn sẽ xác minh mà captcha này. Nó yêu cầu gì các bạn làm theo đó nhé. Rồi các bạn bấm lưu, có thể bấm lưu. Các bạn bấm đăng nhập cho mình. Rồi ok. Thì ở đây đó là cái thu nhập chờ duyệt này. Đó những cái đây về thu nhập mà đã duyệt này, thành viên của bạn này. Thì cũng khá đơn giản thôi. Ở đây những cái thu nhập chờ duyệt là những cái thành viên các bạn đã giới thiệu được trong 10 tầng nhé. Thì mỗi tầng các bạn sẽ nhận được đó 2.500 đồng này. Còn đây những cái người đã thu nhập đã duyệt là những người mà đã được xác minh xong nhé. Đó. Còn ở trên đây đấy thì các bạn sẽ có một cái đường link các bạn mang đi giới thiệu bạn bè. Đó các bạn có thể giới thiệu bạn bè vì dự án này hoàn toàn miễn phí nên là khá là tuyệt vời các bạn nhé. Và trong thời gian đầu này nó đang rất nhiều ưu đãi. Và đặc biệt nó là đối tác của VNDC. Nên là các bạn yên tâm này. Các nhiệm vụ này thì các bạn thể thấy nó đang cập nhật nhé, có chữ commission này. Nó đang cập nhật. Đó. Còn là cái nhiệm chiến dịch VNDC này. Đó, mình sẽ cho các bạn xem này. Thì đây á, thưởng 2.500 đồng cho mỗi thành viên mà bạn giới thiệu được trong 10 level này. Đấy. Và đây chiến dịch liên kết giữa Ola Network và VNDC, Demonstrate Bitcoin của Việt Nam đấy và ấn định giá theo đồng Việt Nam đồng.
Còn quy định của chương trình này, bất kỳ thành viên Olan Network nào khi đăng ký tài khoản VNDC thông qua hệ thống của Olan Network và hoàn thành KYC trên hệ thống VNDC sẽ nhận ngay được 10.000 đồng. Đó, khi các bạn đăng ký link trực tiếp nó để ở đây nhé. Ở trên Olan Network này thì các bạn sẽ nhận được ngay đó là 10.000 đồng. Và cái phần là KYC hoặc là liên kết như thế nào thì mình có video hướng dẫn các bạn về cái cách đăng ký VNDC nhé. Còn về Olan Network sẽ thưởng thêm cho 2.500 đồng thành viên nào bất kỳ trong hệ thống của bạn đấy mà thực hiện việc đăng ký VNDC này để thông qua hệ thống Olan Network và hoàn thành KYC này trên hệ thống VNDC nhé. Và Olan Network sẽ thưởng thêm 5% dựa trên lãi staking của thành viên này. Đó, cái đây điều cực kỳ tuyệt vời và đây giống kiểu một công ty con của thằng VNDC các bạn nhé. Và thời gian chiến dịch này thường đăng ký sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 6 này đến hết ngày 31 tháng 12 này hoặc đến khi VNDC ngừng chương trình đó. Đó các bạn có thể thấy không ạ? Đó thành phần viên mới đăng ký hệ thống này, link và cài đặt các bạn. Nói chung những cái này thì các bạn có thể xem qua trên đây nhé. Đó, các bạn nên đọc rõ cái chương trình này, không sao lại bảo là mình view không đúng nhé, vì mình không muốn mất thời gian các bạn thôi. Đó, còn về đây là các chiến dịch này, các bạn có thể xem này, chiến dịch VNDC nhé, còn chiến dịch hoàn tiền này nó như thế nào thì các bạn có thể vào đây nhé, đây đâu nhà chiến dịch hoàn tiền. Những cái này nó được cập nhật tiếp các bạn nhé. Về đội nhóm này, đây các bạn thì thấy không ạ, về đội nhóm các bạn thì là biết được số thành viên này, số người chờ duyệt này. Ở đây mình mường tượng lên đấy là cái có thằng Tamado đấy, các bạn có thể thấy Tamado, nhưng mà Tamado là khác, nó là một trang thương mại điện tử. Tuy nhiên thì chúng cái đợt dịch thì và Twitter gặp Twitter Việt Nam mà nó không có làm việc ngay từ thời gian đầu nên là cái số tiền nó không thể đáp ứng được. Đây về thông tin cá nhân các bạn thì vào đây xem nhé, thông tin cá nhân các bạn này, đó địa chỉ số điện thoại các bạn nên xác nhận vào đây cho mình nhé. Đó, đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn này. Đây, các bạn điền ngày tháng và năm sinh nhé. Đây, các bạn thì thấy không ạ? 18 này. Rồi ok. Về địa chỉ này thì các bạn ghi xã này, xã hoặc phường nhé. Đấy, số điện thoại của các bạn vào đây nhé, các bạn bấm xác nhận cho mình này để lưu các thông tin lại các bạn lại nhé. Rồi ok. Còn đây các bạn muốn đổi mật khẩu các bạn bấm vào đổi mật khẩu nhé. Đó, ví của các bạn này. Đấy, những cái này thì các bạn có thể xem đây nhé, số tiền chờ rút này. Đó, rút tiền ở đây các bạn nhé, cái phần ví của tôi này. Rồi thì mình nói tổng quan về cái sự kiện ở cái chương trình dự án này thôi. Còn là những cái khác thì nó đang triển khai cái chương trình này. Thì đến ngày mùng 5 tháng 7 các bạn sẽ tiến hành, đó là chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta làm các bạn nhé. Còn bây giờ các bạn chưa đăng ký và tạo hệ thống đi thì mình đây thấy một cái dự án khá tiềm năng nên mình đã có đưa cho anh chị em thôi. Còn bây giờ mình sẽ bước vào, đó là tiến hành quay random hai video trước cho các bạn nhé. Rồi ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sẽ quay random hai cái video này nhé. Đầu tiên là video về chip này. Các bạn lưu ý là các bạn phải comment đủ 20 người trở lên và 20 lượt like mình với. Còn lần này hai video này thì chưa đạt yêu cầu đó, nhưng mà thôi. Đây, các bạn bấm fake này. Rồi, continue. Đó, cái video này có bài comment này, bạn nói chúng là rất hên nhé. Rồi ok. Chúc mừng bạn Ngọc Anh nhé, Chaibo nhé. Các bạn bạn sẽ nhận được 10k Momo này. Mình sẽ copy cái số Momo lại. Rồi ok, chúc mừng cái chủ nhân đầu tiên số Momo là bạn Huỳnh Văn Anh nhé. Mình sẽ quay random tiếp.
Rồi sao chép tiếp này, chia sẻ này. Đây, mình sẽ tiến hành quay dần đúng tiếp. Chúc bạn này nhé. Các bạn lưu ý các bạn tham gia comment số điện thoại hình thức nhận thưởng thôi, Momo hoặc thẻ cào nhé. Ở đây có 10 comment này, mình sẽ bấm vào pick a winner này. Rồi, rất tiếc bạn này không được nhé. Rồi, bạn này không này. Rồi, ok. Thì chúc bạn mừng bạn lên New Buy TV nhé. Rồi, mình sẽ gửi cho bạn 10k Momo này. Sao chép các bạn ghi Momo hình thức nhận giải, các bạn nên cách ra cho mình dễ. Rồi ok, mình đã gửi đến các bạn New Buy TV đấy, kênh YouTube New Buy TV với số tài khoản Momo đó là Đoàn Thị Hiền số tiền này nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã ý là các bạn cố gắng đó là chúng ta đăng ký kênh cho mình nhé. Và comment đủ 10 ở 20 lượt like, 20 lượt comment này. Các bạn thể thấy này. KC các bạn. Trong đây đó là chỉ có 12 lượt like thôi. Nên là các bạn lưu ý cho mình, nếu mà không đạt được thì video sau mình sẽ không có quay dàn đùm cho các bạn đâu nhé. Rồi cảm ơn 500 anh em đã theo dõi video, nhớ like, subscribe kênh giúp mình.